shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đứa ngoài, đậu xe này, thằng này, làm gì ngoài vậy? Cái đậu xe này, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi, nổi không? Chạy nổi không? Sao tỏ đá hả? Qua đây, qua đây. Nó chưa có gì thì phải anh em, nó chưa có gì thì phải này. Một khẩu súng à? Anh sợ chú quá, anh lại sợ chú quá cơ, anh lại sợ chú quá cơ, quần máu rồi à? Anh lại sợ chú quá cơ, quá đầu, quầy phải trưởng, đông vậy. Từ 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 từ, làm gì căng vậy? Bình tĩnh đi. Mấy bọn kia thì nên cơ hội phải trưởng anh em. Hồ ra này, chất, hồ ba này. Lượm gì thì lượm nha. Ok ok, quần máu đã. Dã man luôn nhỉ anh em. Nè các bạn, để trò thôi. Tầm đây trò còn kệ cho nó luôn. Có ra qua đây mà chơi nè. Cho nó chạy qua đây mà chơi mình luôn nha anh em. Tôi ngại gì đâu nhỉ. Bố ra đi rồi nhá, sẵn sàng rồi này. Thế nào vừa sấy có tận 2 đứa cơ mà. Mình vừa hạ thế kia xong có tận 2 đứa luôn anh em. Dã ma luôn nhỉ. Ui, kiểu như là có vẻ gắt. Mình tính đi mọi người. Cái đậu xanh cho nó trốn luôn được anh em. Thể dã man. Nhiều đứa cho nó có thể là trốn ngay được luôn anh em ơi. Thế chịu rồi. Mình thật sự là chẳng biết nó ở đâu cơ. Thôi kệ, mình chạy. Để còn nút đồ nữa chứ anh em. Chẳng biết nó ở đâu mà nãy giờ nó định sấy mình cơ. Hên là mình có băng keo. Let's go nào. Tầm này có lẽ là mình nên qua làm thông anh em ơi. Qua làm thông một xíu, qua rút đồ này. Hello các bạn và chúc các bạn xem lại vui vẻ nhé. Xem có gì không, rút nốt luôn. Ok này, đi nào mọi người. Ai, bây giờ này không biết là có ai không đây. Nhưng mà chắc là cũng kệ à. Tiến xa ra một xíu. Như thế này thì nó sẽ an toàn hơn nha anh em. Hello các bạn. Đây, mình có vừa có thêm một quả bóng keo. Thế này cũng ổn rồi. Tưởng không có quả nào thì hơi khoai. Ơ vãi trường. Đứa nào xảy giảm thanh vậy? Ở phía sau mình nhỉ? Vãi khẩn trường mình không ngờ luôn. Chỗ nào vậy đây à? Cái đậu xanh này. Cái đậu xanh này chạy đi em ơi. Hố ra anh sấy cho nát người bây giờ. Nó tính qua sơi mình. Được lắm. Qua sơi mình đâu dễ vậy bạn. Qua đây. Qua đây. Sợ à? Nó vẫn đứng canh anh em ơi. Nó vẫn đứng canh thôi. Làm sao đấy bạn ơi? Vẫn đứng canh hả? Thế thôi, bye bye. Qua đây này. Nó sợ nó chạy luôn anh em ơi. Thằng bé đánh trộm mình cơ. Chả nhẽ là mình lại sợ nó cơ. Mình không sợ nó nhá. Ok này. Thêm túi máu. Hợp lý luôn. Let's go nè các bạn. Đau. Ghê nãy bắn đau thật. Đậu xanh. Bóng keo hả? Hết mất tiêu rồi. Qua đây tranh thủ lận thêm sử đồ coi. Ui, có sửa chữa giáp di động hả? Ngon ngon ngon. Ok, mũ giáp gần như mới luôn anh em. Chúng ta có giáp chống nổ, mũ 3, 3L3. Công nhận chất chơi người rơi. Chất luôn chứ anh em, chứ không phải là chất đùa đâu nhá. Đây có cây nấm hả? Trong nhà một đứa đang ngồi à? Vẫn khả trưởng, thế nào vậy? Quá đầu. Làm gì ở đây vậy? Ngồi à? Anh lại sợ chú quá nhở. Ra đây để ngồi hả em ơi?
Để ngồi thì lên bảng điểm số đi em ơi. Hai túi máu ở vứt bớt đi. Chậm theo túi máu coi. Bao nhiêu rồi, 6 túi máu. Thật này thì có vẻ ổn rồi nha anh em. Đi các bạn ơi. Let's go nào. Mình có đấm mà mình cũng chẳng lo lắm. Xem boss thua đâu nhỉ. Thung lũng thác đồng hồ. Ok. Thì các bạn vào trong của đấy anh em. Rồi là chúng ta sẽ chạy bo nha. Ngoài này có một cái bệ phóng thì phải. Thật ra thì anh em chạy bộ cũng được à. Đi các bạn này, chạy bộ đi. Khỏi bệ phóng gì cả luôn này. Nó vẫn khá là ổn. Let's go các bạn ơi. Ai đổ qua một keo hả? Ai đổ qua rồi em ơi. Cột máu, ở đâu? Sửa giáp phát. Let's go. Chúng ta lên đường mọi người. Ui, thằng này có đông người lắm. 28 thần cơ ra man. Let's go anh em. Trận này cố gắng súng dai tí anh em ơi để được cộng tí điểm này. Cảm giác mình hò thế anh em. Sorry mọi người nhé. Cứ phải vào trong phát đai anh em. Ê có người, có người. Đây à. Phát cứ chở đây à. Đây à. Đây à. Đây à. Đậu xe này đây à. Đây à. Qua đây. Qua đây, qua đây. Chạy được không? 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 Chạy được không em? Qua đây. Nào. Qua đây nào. Anh chờ chú này. Qua đây. Qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Đậu xe này. Làm sao? Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Làm sao em ơi? Lên bả đi. Tính sơi anh cả. Sơi anh không dễ thế đâu nhá. Lợn tí máu coi. Đi các bạn này, let's go. Chúng ta lại phải tiếp tục di chuyển rồi. Bắn đạn 2 này. Tay súng 1 để vứt đi này. Những trang bị đấy nó xì đa quá anh em ơi. Ơi có người, có người. Xấy luôn. Có người để xấy luôn này. Đậu xanh này xấy luôn này. Xấy luôn anh em ơi. Cái đậu xanh làm gì vậy? Bò bò à? Anh sợ chú quá. Chạy thủ ăn nấm coi. Đi anh em. Ơ, mình của mình đây mà. Lậm luôn. Xem lượm thêm sứ đồ nào mọi người này. Đạn súng cho thằng này không có. Nghèo dã man nhỉ. Đây. Bo tiếp theo thùng bãi ở trên cơ. Tầm này thì anh em nên chạy lên phía trên rồi nhá. Khu dân cư đèo đá cổng trời, ok ok. Thế mình chạy lách con này một xíu đây. Như này có vẻ ổn hơn nhé. Đi nào các bạn ơi. Đây rồi. Còn lại 22 người chơi nữa. Let's go nào các bạn. Đi thôi anh em. Thính à, thính à. Kệ, kệ, kệ. Mình không có thính, có ra thì mà anh em. Đâu quan tâm thính nữa đâu. Tầm này thì anh em cứ xuống thẳng phía khu dân cư luôn nhá. Ui, bom rơi, bom rơi. Chạy lại anh em. Chạy lại anh em, không sánh mộ bây giờ. Đủ. Có vẻ căng phết. Gắt phết anh em ơi. Từ 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 từ. Chuẩn bị lấy câu nào các bạn ơi. Ui, đã có xe ở trên từng kia rồi cả. Ghê. Anh lại sợ có chú quá cơ là chết mình, cẩn thận nhá. Chết mình này, không có. Yên tâm. Ở trên này, không có luôn. Ui, ba cái ống ngắm này. Chất thế nhỉ nghe. Đến lúc giải mình rồi. Một quả trên đây này. Đi anh em. Mình trang bị con 4x vào nhà anh em. 4x sấy cho nó gắt. Được rồi các bạn ơi, ngồi đây. Lúc này thì anh em chỉ cần canh phía sau là ok rồi nhá. Phía trước thì các bạn vẫn có thể là săn mạng bình thường.
Cái tên người đâu ta? Để mình xem tiếp theo sẽ thua ở đâu cái đã. Tầm này vẫn còn đông người lắm. Vui vì không có ai này. Hai đứa. Rồi có giọt qua đây. Hai đứa này khả năng cao chứ tôi áp với nhau này. Gắt phết. Qua đây. Ba đứa luôn. Ok, một đứa ngoài border chạy vào. Hai. Căng phết anh em không đuổi được. Từ nhá. Mỗi đứa một nhà luôn. Trông có vẻ gắt. Đi các bạn đây. Đến lúc chúng ta phải di chuyển rồi. Qua đây có vẻ ngon hơn này. Đó, ngồi đây. Hợp lý. Nhà kia chắc là kệ nó vậy thôi. Ui, đứa nào phải xảy xe nhau đấy. Căng thẳng vậy mấy đứa ơi. Thôi chạy. Mấy đứa cứ bình tĩnh ở đấy nhá. Anh chạy lên trên đã. Lên trên này cam cho nó cho dễ này anh em này. Đó, thế thì mới ngon được. Mà đã còn đông lắm. Chắc mình cũng sẽ không cam đâu. Chạy kiếm chỗ thủ thôi anh em ơi. Có đông người như thế anh em cam làm gì mất công. Thính các kiểu này. Đi. Mình sẽ ở trên này. Nhà Doraemon đây rồi nha anh em. Lên trên nào, hợp lý. Ơ vãi cả trưởng, mình. May mình chạy lẹ. Cái đậu xanh thằng nào gầy mình. Á thế hai đứa. Ui hai đứa bên kia. Ghê nha. Mình hết mình rồi nha em ơi. Lộ vị trí rồi chạy. Đến lúc phải chạy rồi nha em. Mà ok. Thôi ngồi đây đi. Ngồi đây vẫn khá là ổn. Chúng ta nên ngồi đây. Dã man phết nhỉ anh em. Bên trên này đầy người luôn này. Khá là căng thẳng. Một đứa bên này nhá. Cái đậu xanh. Nó đứng gọn gàng lắm anh em ơi. Thằng bé này khó nhai. Được. Công nhận thằng này khó nhai anh em ơi. Bình tĩnh. Ui, mình vẫn đang trong bo. Khá là ổn. Đây rồi, qua đây. Qua đây mày. Rồi qua đây. Qua đây này. Anh xây cho xanh mộ hỏi tại sao. Mình tiếng anh em. Lên đây này. Lên bạn. Một đứa ở dưới hả? Mình thấy rồi. Mình thấy nó rồi này. Cái đậu xanh này. Sự bóng kem. Cái đậu xanh này. Tuổi gì em? Nó tính chơi phóng liệu mình cơ. Không dễ đâu nha. Vào nhà quần máu. Đứng đây. Qua đây em ơi. Làm gì trên đấy vậy em ơi. Có vẻ gắt à nha. Ok. Xuống đây em ơi. Thích chơi nhây với anh à? Ok. Chạy bò này em ơi. Lên bảng. Bên này không đứng đây. Qua đây em ơi. Lên bảng luôn. Mấy thằng nữa vậy? Ba thằng nữa cơ. Ghê. Căng phết anh em ơi, không đủ được. Có vẻ gắt này nhá. Ui, vãi cả trưởng. Phía này. Đã còn người. Ghê vậy em chơi. Quần báo phát. Dã ma luôn anh em. Nó chạy bên nào vậy anh em. Vãi cả trưởng nhỉ. Phần này hơi khoai. Mình quần báo phát. Nó cầm mũ dài anh em ơi. Bên nào. Qua đây. Đây rồi. Mình thấy nó rồi anh em. Qua đây. Qua thẳng đây. Bo thu mình xử nó anh em. Nhất định luôn. Qua đây. Đây rồi anh em, đi móc nó. Cái đậu xanh này đâu rồi em? Đâu rồi mẹ? Đâu rồi mẹ vỡ đầu. Quần báo phát. Ê, thật kìa bò. Bò rồi. Gắt, có vẻ căng. Còn xì máu ạ. Vãi cả trưởng rồi nghe. Vãi trưởng rồi, vỡ đầu. Thằng cuối. Ơ đừng.
À, đừng, đừng như vậy. Vào body mày, vào body mày. Yes. Tôi một 10 kill. Ngon. Quẩy nào mọi người, tuổi gì mấy thằng rơm rơm này. Ta ta. Ok, tuyệt vời mọi người nhá. Top 1 10 kill này. Ui, trận này mình cộng 31 điểm cơ. Khá là ổn, được. Vậy là sẽ phải cố gắng thêm một trận nữa. Lên kill cơm 4.